Hello everybody and welcome back to Surfing Tiger in Minecraft Mystical Block. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Surfing Tiger trong phần chơi Minecraft Mystical Block. Và trong tập trước thì chúng ta đã có được Solar Panel, Wyvern Solar Panel. Sướng. Thì còn muốn lên cấp nữa thì lên thôi. Đây là Fiery. Để coi cái Dimension Twilight Forest. Twilight Dimension Travel. À, còn mấy cái này nữa thôi, vô hốt. Chuẩn bị sẵn. Backpack. Go backpack. Nhỏ quá. Diamond cũng không có gì, cái này rất là đơn giản, phần chơi này là đơn giản cực kỳ luôn. Diamond backpack, Netherite, ok. Quên bỏ vô cho nó biết. Đây, backpack xong. Shield, reinforce shield không cần thiết. Mới bỏ gì vô à? Chết tôi rồi. Đừng nói mặt trắng nha. Cái đồ đó xịn lắm nha. Bấm lộn đó. Hostile. Rồi xong. Mất chắc luôn. Cái này lấy ra là trắng trơn luôn. Rồi không có cái model nữa trơn nữa đó. Khóc hận. Hình như là place model. Cấp độ self-aware. Place model. Lót bắt cấp hả? Bắt cấp có kịp hay không? Bữa nay có bắt cấp chưa? Rồi sao? Giờ để mình đi kiểm tra lại coi chúng ta có bắt cấp không nha. Thiệt tình luôn á. Let's see. Rồi chúc mừng luôn, không có backup, no backup, mất chẳng hài món. Nãy cái đó là cái gì nữa ta, còn một cái nó đang cầm ở trên tay, không nhớ là cái gì. Không quay ngược thời gian được rồi. Không để ý. Nói chung là không thể nào quay ngược thời gian. Không có quay ngược thời gian được đâu. Đang tính bỏ cái khác vô, cái tự nhiên quăng nó vô mất tiêu rồi. Xong. XP Obelisk. XP Experience. Có cái gì chứa Experience không ta? Hero Coin of Fortune. Cái này cũng được. Thiệt luôn. Thôi kệ nó đi. Lỡ mất rồi thì thôi ha. Mất rồi thì cũng đâu có làm được gì nữa đâu.
Thôi kệ lỡ rồi. Rồi bây giờ emotional damage, thiệt là đau lòng quá đi. Bây giờ làm cái XP này đi. Cần phải có bad win, drop from the bath. Can you e bath hả? Đào đâu ra con nó nữa. Hero Medallion, Coil of Fortune, Infernal Tears, Infernal Claw. Này dễ. Chỉ có con dơi thôi. Rồi bây giờ còn một món nữa chúng ta có thể làm. We need the Supremium Paxo. Paxo. Ba món. Một, hai, ba. Ba cái này. Supremium Paxo. Tự nhiên sát thương đang cao, gom lại thành cái này sát thương yếu xịu luôn. Tốc độ chậm nữa chứ. Mà vậy thì tại sao chúng ta phải làm cây này 0.8? Lên cây này luôn chứ. Insanium. Ủa nhưng mà tại sao phải làm như vậy? Hết hiểu luôn. Nhân ở đây hoài vậy ta. Luck point. Diamond one. Bỏ vô Phantom Membrane. Bỏ luôn Lip jam trong tầm tay. Tự dưng mới vô là có chuyện vui để nói rồi. Blaze Pupper Shulker Shell Sticker Spawner Sticker Mirror Spawner Compass. Vậy là không có Structure Compass. Bây giờ muốn sử dụng thì đơn giản là cái đồ này cũng được, không sao. Chỉ là muốn cất XP trước. Phải đi kiếm con dơi. Dơi, dơi, dơi đi qua Mining World đi. Chúng ta có Night Vision ha, cho nên rất là sáng sủa. Đây rồi. Đây nè, đây nè, đây nè. Ây da. Yeah.
tắt AOE. Augment. Angerless. Hello. Không có. Không có loot tin á, cho nên nhiều khi kiếm hơi khó. Chắc phải kiếm loot tin. Cây này thì không loot tin được. Không có cái experience nào hết trơn ta. Experience solidifier. Experience Tom này nó dở lắm, nó chứa có ngàn mấy à. Giờ chỉ có quăng vô trong cái Singularity thang này thôi. À đây. Nhưng mà công thức này phiền quá. Không có cái obelisk nào xịn hơn hết, công thức này cũng được. Crystalline Ember, còn không thì phải làm cái Hero Medallion. Ow. Hand Skeleton. Phần thưởng là cái gì? Mới thấy giờ bay quá chừng, giờ không có con nào hết. Lutin. Hey. Hello. Không có. Bắt phát. Rồi chắc tình hình chúng ta đi về đi. À mới nói đây nè. Bad. Zombie nó đem cái nỏ theo. Chưa biết bắn nỏ nhưng mà lúc còn sống, lúc sinh thời.
đã từng sử dụng nó để kiếm sống. Alright, DMC. Ok, Uraninai không có EMC. Không có. Đi về. Quáp con dơi rồi ha. We got the symbol of the bat. Action update. Oh. Action update. Chúng ta có thể bắt tay vào Crown Tombstone. Ok. Chỗ đen đẹp gắn mộ vô nhìn có kỳ không? Giáp này cấp 6 thì nó cũng đâu liên quan gì đâu các bạn. Gắn bên này thôi. Còn cái này là cái khác. Cái này á, là có thể là tác giả kiểu như là cho phép mở ra thêm ha, nhưng mà chưa có mở được hay sao á. Tác giả của mod á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cần phải swap cái con dơi xong rồi. Ta kiểm tra coi Ember không có. Ember. Mình có thể làm cái cục này. Nhưng mà chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn nè. Có gì cần là phải làm thêm được. Happy birthday. Upper. Lam tai. Oh no. Không có vai. Không có vai luôn. Fire Jack có luôn. Edson Fire. Ok.
Nether brick. Ai chậm lắm. Hello. Rồi đó. Đây là những công thức cần thiết để chúng ta làm Experience Pylon. Nhưng mà còn thiếu một chút xíu. Đây luôn. Rồi làm được rồi nè. Experience Pylon. Để nhiều khi mình cần mình cất cái experience của mình đi ha. À, để nó ở đâu đây? Oh no. Ây da, phiên bản này experience pylon dở quá. Cục vô luôn. Rồi, không xài được rồi. Không hiệu quả, không hiệu quả. Bây giờ nếu chúng ta chuyển qua làm Jelly luôn cũng được. Phải làm Jelly luôn đi. Tại kinh nghiệm nhiều cho nên muốn cất ha. Cất đi. Nó là cái gì? Jelly. Mất Radin Youthill. Muốn đầy rồi, cái này không có nhiều đâu. Giờ để coi. Bây giờ XP Solidifier, Conveyor Belt, Hopper, Piston. Conveyor Belt chưa có làm. Singularity Tank XP Train. Singularity Tank Class Iron. Ok. XP Solidifier. Entity Spawner. XP Jelly. No EMC. Piston Block Up Iron Redstone. Piston Block Up Iron. I am Ender. Ok. Đem cái này đi. Đem qua đây chơi ha. Ở đây chạy qua đây. Fluid. EMC. Có EMC á là chúng ta chỉ cần trao đổi thôi, nó khỏe lắm. Hoàng bậy à. Nó đã chạy qua rồi đó. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải có Fluid XP Bucket. Go ingot.
cái miếng này cũng không cần học cũng được, tại vì nó cũng chỉ có một công thức thôi, nó cũng chẳng có cho học nữa. Chuyển đổi đây có luôn on draw hiện tại là chúng ta gắn vô phát rồi, đâu có cần phải có cái đó nữa đâu. Oh, Northwest come. North. Ok. Hiện tại là mình đang chơi đồng hồ ha. Còn nếu mà xài cái Pi này á thì nó sẽ có AMC. Và mình nhớ là mình đang có một cộng nào đó rồi. Có một cộng nào đó đang xài có AMC. Ly đựng kẹo. Ly đựng kẹo rồi. Có cho kẹo không? Không có, không có upgrade. Không có. Để nằm đâu ta? Nó phải nằm đâu đó. À đây. Đây cái này dở. Thật sự cái này là còn dở. Không có thì cũng có một cái cấp độ cao hơn là được rồi. Hết hồn. Hello. Thank you for subscribe. Rồi, cảm ơn bạn đã sub nha. Thank you very much. Đây, nâng cấp cái này lên. Đây. Nếu muốn thì gắn cái Ultimate ha. Ultimate Upgrade for Pies. Còn không thì thôi, khỏi cần cũng được nữa. Không ảnh hưởng. Ok, now we have jelly. Có jelly rồi, thì chúng ta lên luôn. Entity spawner. Solid. Think entity spawner. No EMC. Căng à. Bây giờ chỉ cần có cái phòng thôi. À, cái phòng bên này luôn đi. Áo này ra cái bay nhanh quá khó chịu.
Hello. Hello. À, giờ chúng ta sẽ cần phải có đồ chơi trong này. A lever. Spawn add. XP jelly. On edge. Bucket. Quang. Happy birthday. GM Fit Chicken. Happy birthday. Bốn xô. Bốn xô làm gì? Ta phải cần tới bốn. Gà là sẽ được may mắn hả? Ơi. Bum. Happy birthday. Best spawn edge. Ok. Rồi. Bỏ lên, bỏ vô, bỏ vô. Spawn. Hello. Loot tin. Tinker construct. Tinker construct. Loot tin đâu. Luck. Luck là phải làm theo công thức như vậy thì mới có ha. Mountain. Luck. Luckier. Đây, luckier, luckiest. Hello everybody. Bad wing. Bad trap. Không nói tỷ lệ. Không have the ray. Nào, tình hình này chắc là phải có thêm looting. Làm cái gì đây? Diamond. Cái gì dễ nhất? Wood down smeltery. Cái này không có loot tin. Loot tin. Có một cách đơn giản hơn là chỉ cần xài cái này là xong. Steel leaf, looting, looting tool, steel leaf essence, steel leaf. Lẽ đi qua bản ta. Có nên đi qua bển không? Đi qua bên Twilight. Để chúng ta làm cái đồ chứa experience cho nó khỏe. Đâu để thử vận may thêm chút nữa đi. Chờ chút xíu.
Đúng là hàng hiếm luôn á. Đang chờ ha. Chúng ta đang đứng chờ cho nó spawn ra. Đứng hình thì làm sao mà dơi bay được. Tỷ lệ thấp quá, khó quá. À đây rồi, đây rồi, đây đây rồi, đây rồi, đây rồi. Oh yeah, 80 mấy lần, 30, vậy là 30 mấy lần spawn. Chưa hết một stack ha. No AMC. Hero Medallion. Coin of Fortune, Bad Wind, Nebulous Heart, Slam Drop, Slam Heart, Head. Okay. Chém khóc thôi. Coin of Fortune. Ok. Infernal Tears, Void Tear, Gas Tear. Infernal Tears, Void Tear, Infernal Claw. Ok luôn. Infernal Tears, Witch Head. Thiếu một cái. Witch Head, Witch Head, Hero Medallion. Ok. Rồi bấm cái. Experience will go to the Hero Medallion. Nó sẽ chứa hết XP ha. Chúng ta có thể bật tắt, lấy ngược lại, bỏ vô, bật lên là nó sẽ đẩy vô trỏng hết, mình sẽ không cầm gì hết. Còn đây là XP Jelly thôi. Này chúng ta chưa xài tới đâu, đừng đụng tới. Slam Drop. Ok. Jelly cất vô. Nhận phần thưởng đây. Collect on reward. Có đâu mà nhận. No reward. Cow bay, ship bay. Ai làm mấy đó. Tinker anvil. Tinker dài lắm. Mất công lắm. Này muốn có tốc độ á. Augment speed thì là một cái augment cấp độ thấp hơn chút. Độ 2. Prudentium. Sugar. Làm tốc độ cao á, đi nhanh thì cũng được nhưng mà nhiều khi khó chịu quá. Ở nhà làm việc á, chạy nhanh quá.
Tốc độ cũng tạm. Ở đây mọi người vẫn coi bình thường thì các bạn nên, nếu bạn cảm thấy có vấn đề trục trặc kỹ thuật thì các bạn nên coi lại ha. Đầu tiên là coi MANG của các bạn có ổn hay không. Có đóng tiền chưa? Rồi, giờ còn mấy cái cây công cụ nữa. Công cụ Draconic Evolution. Rea khỏi quan tâm được. Phần này ai chơi Rea. Quan trọng lên tới On The Modium. Cái đó các bạn phải coi lại MANG ha. Bây giờ chúng ta đi một vòng, ta hốt hết toàn bộ bên kia một cái. Hello. Thank you. Thanh Android nhé. Cảm ơn bạn. Super Saiyan Blue. Draconic Evolution. Chỉ có cái áo, chẳng có cái gì khác. 8 triệu OP. Bé cọp đâu có làm vlog đâu các bạn. Với lại bé cọp cũng đâu có chơi vô đâu. Draconic Evolution. Giờ phải lấy thêm mấy cái Dark Matter này ra. Mấy cái Flower. Power Flower. Trillion. What Trillion? Mark 2. Dark EMC Link Mark 2. Ba loại Dust Relay. Dust EMC. Đâu rồi?
Basic EMC Link Dark Matter. Basic EMC Link Dark Matter. Nếu mà chúng ta cần cái gì đó bắt tay vô bộ Tania thì chúng ta mới làm ha. Còn ở đây thì chủ yếu là tập trung vô Project E cộng với lại Draconic Evolution thôi. Giờ đẩy cho cái EMC, cái passive EMC generation nó lên cao một chút. Để ta không cần phải ngồi làm gì nữa. Relay. Relay, basic relay. Oh. Antimatter relay. Chưa có bỏ công thức của relay vô luôn kìa. Chết chưa. Antimatter relay. Diamond block. Glass. Basic, ok, antimatter relay, obsidian, pop up coal, antimatter relay mark 2. Rồi, bỏ lên chuyển đổi Dark Relay. Relay Power Flower Tier 2. Dark Relay 6 cái. Tier 1 6 cái. Tắt hết rồi hả? Tắt hết rồi là làm sao? Rodeo EMC vẫn còn đây. Dark Relay 6 cái. Nó vẫn ghi chữ là Rodeo EMC. Nếu mà tắt hết rồi thì cái đó nó tắt. Tắt hay không chế tạo mới biết. Nói miệng không tính. Basic. Collector. Power Flower. Power Flower ở những cấp độ cuối vẫn ghi Rodeo EMC nè. Vẫn có đó thôi. Là sao? Back compress. Vẫn thấy có EMC đó thôi. Giờ muốn biết dễ lắm. Làm hết đi biết. Làm hết đi coi cái bông nó có sản xuất EMC ra thêm hay không. Power Flower has EMC không là được. Rồi cảm ơn bạn cá nha. Cá bây giờ bán nước ngọt rồi ha. Rồi bỏ vô 306 EMC.
này là bông, này là bông mát quan, là chỉ có 100 thôi, tại mình đang sử dụng ha. Power flower chúng ta đổi lên cái giờ 300 mấy, 300 mấy mỗi giây. Tăng tốc kiểu này thì được 22.000 mỗi giây. Hả? Công thức thứ hai là công thức gì? Công thức thứ hai dark relay. Công thức nào cũng được thôi, tại vì mình đang làm công thức phía trên thì mình lấy công thức phía trên cho nhanh. Red relay. Red flower. Trầm cảm tới nè. Cái này mới thật sự là trầm cảm tới nè. Red relay. Cutting table. Công suất một bông. Bông này 22 triệu, 37 triệu. Mark 3. Thì có mấy bông đó là cái nó tăng lên thêm thôi. Red matter. Rồi gì nữa? Relay. Relay tier 2. Relay red. Cái này thì sao? Dark relay. Ok vậy? Lộn. Red collector. Collector. Collector tier 2. Collector tier 2. Dark collector. Red matter. Red collector. Vô. Bỏ vô hai cái red relay. Muốn lấy cái bông này cũng được, còn không lấy thì cũng không sao, có nhiều cách. Và công thức nó như vậy thì cứ muốn làm thì cứ làm thôi. EMC link. Project X. X hay không cũng vậy, cái nào cũng được. Project X thì nó không có, như là cũng là X rồi, của chữ cũng là cái này thôi, nhưng mà nó lên phiên bản nó đổi tên nó gì đâu. Red Matter Relay, Red Relay, Red Relay Mark 3. Cũng 5. Bỏ vô. Ừ? Hai cái Red Matter nữa. Có luôn. Bùm. Tier 3. Tier 3. Hai bông. Bụp bụp. 75.000 EMC mỗi giây. Thì trong thời gian chờ đợi, chúng ta cho thêm vô. Lấy bông. Bông này là bao nhiêu? 22.000. 19.000. Chơi thêm một cái vô. Cộng lên. Thì thôi. Thêm đồng hồ lại là thêm EMC.
Gần 200.000 EMC mỗi giây. EMC á, khi mà chúng ta đã lên một cái lượng đầy đủ, we have enough EMC á, passive generation á, thì chúng ta nên stop mấy cái đồng hồ lại hết ha. Stop cái watch of flow in time, không có cho chạy nữa. Chỉ nên cho chạy khi mà cần thôi. Cho chạy quá nó chạy không nổi đâu, lắc lắm. Nó này tăng lên mười mấy rồi nè. Vừa phải thôi, ok hơn 20 21 22 ok không 22 million. Bốn cái gì? Bốn cái là bốn cái gì? Nghe không hiểu. Gì đó? À, here for hả? Chúng ta phải suy nghĩ ha. À, một cái tier 4 hay là 4 hay là ba cái tier 3. Nghĩa là càng nâng lên thì nó nhiều hơn, nhưng mà lấy cái số lượng ta bù lại chất lượng trước. Nè lên hai mấy triệu rồi nè, nhanh nè. Đó, chúng ta cứ lấy số lượng ta bù chất lượng trước. Rồi sau đó là tính. Rồi muốn thì thêm đồng hồ vô cho nó đủ 6 cái. 6 cái mỗi bên. 300.000 EMC mỗi giây, cứ một giây trôi qua. Nói mỗi giây chứ nó lên số ào ào luôn. Ừ. Nghe hết hồn liền. Từ từ, để chúng ta tích lũy lên mớ đã rồi lên Mach 3. Mark 4. Chúng ta phải đi từ từ ha. Magenta Relay, Eternalist View, Red Matter. Oh Eternalist View. Cái này thì nó rẻ. Cái kia thì nó sẽ mắc. Magenta. Cao cấp chưa? Bùm. Magenta lấy ra hết được 25 cục. Như cần 6 cục 7 cục gì đó à, không cần nhiều đâu. EMC Link Dust. Mọi thứ một loại. Nâng cấp cái này lên. Mark 3 EMC Link Mark 3 Mark 4. Ok. Rồi đó. Collector với relay.
Relay. Relay collector. Oh no. Collector bình thường. Không có xài cái compress collector. Ok. Năm cái. Rồi collector bấm ra một cái tính tiếp. Bắt đầu hơi bị phê rồi đó. Ok chưa? Còn thiếu gì không? Còn thiếu cái bông. Lấy cái bông. Power flower. Bùm. Để xuống. Power flower. Một mình nó là cộng 300 mấy. Power flower tier 3 thôi nha, chưa lên được tier 4 đâu thấy không? 80 triệu lận. Ủa này 90 triệu mà. Ok vậy cái bông chưa bỏ vô hả? Thấy giờ. Wow, 90 triệu mà nó không lên nữa thôi luôn á. 80 triệu bông tier 4. 2 bông 300 mấy ngàn. 700 mấy ngàn. Sao? Chứ cho bỏ vô. Ta xài đỡ thêm mấy cái Mark 3 vô cho nó tăng lên thêm miếng. Ây da. Thêm cái đồng hồ. Đồng hồ riết banh máy luôn. Đồng hồ hay banh máy. Watch the flow in time. Fast forward. Bum, tăng lên liền. Đá chân vô cái bàn. Nghe cái vòng. Cứ từ từ mà tiến lên ha. Đâu có gì đâu. Chúng ta cứ đếm đi, một cái này là 60 rồi nè, hai cái là 120 rồi nè. Cái này tới 170 lần, gần tới 180 luôn á. Rồi đổi. Đổi lên từ từ. $1.5 million, $1.3 million. Đâu cái cũ nó được nâng cấp lên đó chứ. Thêm bông, thêm đồng hồ. Đồng hồ như đây chắc cũng được rồi. Thêm nhiều quá, phiền lắm. Đúng rồi, cái này là power flower ha. Nó sẽ cho là passive EMC generation. Chúng ta nhìn lên góc trái ở trên á. On the top left, we have EMC. The Y number, cái số màu trắng á, là cái số EMC mình đang có. Y number is the current EMC we have. And the green number is the passive generation from the power flower. Cái số trắng là cái số chúng ta đang có, còn cái số xanh nó đang cộng thêm vô mỗi giây từ những cái power flower. Giống cái bông chỗ nào hả? Né, bông sai. Power flower. Cái bông này là bây giờ làm nhỏ gọn rồi đó. Chứ thực tế hồi xưa là phải xây giống y chang như vậy luôn nè. Mới gọi là power flower ha. Phải xây một cục giống y chang vậy ở bên ngoài luôn. Đó là cái project y bình thường á. Oh.
Ở giờ 180 mấy ngàn rồi. Trong lúc chúng ta nâng lên cái đó thì ta quất cái này vô. Chụp cái này đi luôn đi. Cái đồng hồ nó có cái tầm cỡ chừng 3 ô lận nên không có lo đâu. Từ từ phải cho nó vô một cái EMC Link Mark 3. Ủa này Mark 4 hay Mark 3? Mark 4 rồi. Mark 4. Ping. Ping. Magenta Eternalist Field. Ping. Philosopher's Stone. Eternalist view. Philosopher's Stone. Thì nó có cái tầm tốt rồi. Cho nên chúng ta không có cần phải làm gì nữa. Magenta view. Ok. Hai trăm mi lần đấy hả, nhánh vậy. Trước sau thì nó cũng sẽ tăng thôi, không có vấn đề gì. Ping Master, Magenta Master. Ping. Ping Master. Ok. Ping. Ok luôn. Bùm bùm. Mark file. Oh no, bấm lộn. 18 thôi. Bấm quá không có đủ rồi. Ping relay. Tốc độ nào thôi, cứ từ từ. Lên là lên chắc chắn rồi, nhưng mà lên theo tốc độ nào thôi. Ok, 170 mấy. Cái bông lên phía trên. Bụp. 4 triệu. 4 million. Infinity còn sớm lắm. EMC ổn định rồi mới lo đến Infinity. Rồi, Tier file đâu? Million. Tier file. 7 cái. 8 triệu. Tiếp tục. Purple. Pink. Chuẩn bị. Chúng ta cuốn chiếu đi từ từ. Purple. Pink Field. Pink Master. Rồi, không có làm cái ping rồi. Không có làm cái ping. À, chưa có làm cái ping nhưng phải không có làm. Ping view. Purple. Mọi thứ một cái đã tiến hành nâng cấp.
Ok. Max 6. Làm cái phiêu từ từ chứ làm hết lần làm gì? Sao mà làm nổi? Càng lên cao nó sẽ càng nhiều hơn ha. Nè. 500 million luôn. Đâu có muốn làm một lần làm được đâu các bạn. Làm một lần mà làm được thì nói gì nữa. Max 6. Ok. $22 million. $22 million. Gần $30 million rồi. $700 triệu. Chuẩn bị công thức tiếp. View Pink Magenta. Magenta đây. Billion rồi, ngon lành. Pink Pink Pink. Ủa, Pink rồi, lộn. Pink rồi. Ok vậy. View, quế vậy. Pink, Pink lên Violet. Violet Purple Fill, gọi chưa Purple Fill nữa. Có thay Purple Fill. Purple Fill ta cho lên tiếp. Violet Fill. Giờ này còn có thể lên được miếng nữa thì cứ lên thôi. Violet Fill. Giờ mới nhiều nè mới cho lên được ha. Còn có những lúc muốn cho lên không phải dễ đâu. 8 triệu. Blue Cyan. Green. Lam Fuel. 6 cục. Đó, bắt đầu thấy không đủ không? Khi mà chúng ta lên trên cao á, là những cái này nó sẽ bắt đầu nhiều hơn. Lấy một phát hết luôn. 2 billion. Đâu nổi rồi thấy không? Giờ cấp độ 6 lên 7. Max 6. Cái EMC Linh nãy quên bỏ vô à? Rồi. Tới luôn. Hey da. Quên bỏ cái EMC Linh vô. Là tới cái gì ta? Purple. Trillion. Ừ. Đây nè, còn thiếu cái này nè. Cái này cần có Violet Matter Fuel. Violet. Violet với Purple thôi. Ờ, phải Violet với Purple. Violet với Purple. Purple Fuel và Purple Matter. Nó không đi theo cặp. Ủa làm sao? Purple Matter, Purple Fuel. Vậy làm hồi nó bị loạn quá. Violet
Purple Field, Violet Field. Rối. Rối loạn đội hình. Nâng. Seven. Ok. Không, 7, 4 cái, đổi, $129 triệu. Billion, hello everybody. Có người gì không? Từ từ thở một miếng. Nãy giờ làm lên được cái cấp độ 7 ha. Căng quá. Tức vô cùng dài. Còn 9 cấp nữa. Đây mới là tier 7 thôi. Rồi tiếp, tiếp, tiếp. Max 7. Mọi thứ một cái. Ok. Blue Matter. Violet. Max 7. Max 7 đâu? Max 8. Blue matter. Violet. Lên hết luôn chứ lên 10 lên làm gì? Lên là lên hết. Lên 10 lên làm gì? Thiệt. Này nói thiệt. Không lên thì thôi, lên là phải lên tới bến luôn. Lưu rồi. Rồi và đây là bông Mark 8. $1.18 million. Cái này không bao giờ dư hết á. Nó còn nhiều thứ mà dữ dội lắm ha. Nó có nhiều thứ yêu cầu chúng ta cần rất là nhiều cho nên nó hả này không bao giờ dư hết á. Có những series á thì cái này nó quá dư tại vì nó không đòi hỏi nhiều. Còn có những series á mà người ta sẽ tập trung vô những cái đồ này để xử lý ha. EMC mà nó làm rồi á là phải lên cái cấp độ cao nhất. We have to go for the highest tier for EMC. Blue matter lên cyan. Giờ lên tới đâu thì nó chỉ là vấn đề thời gian thôi chứ nó cũng không có gì ghê gớm hết. Thiếu gì vậy?
blue. Oh. What? I cyan đâu? Lộn. Cyan đâu? Lấy cũng lấy lộn nữa thiệt. Lộn. Làm quen rồi thì nó sẽ nhanh. Nói chung là nó chỉ hơi rối não chút thôi chứ cũng không có gì lạ. Cyan. Cyan Power Flower. Có gì đâu. Có gì lạ đâu. Làm mà đâu phải chỉ là ngồi làm không các bạn, còn phải ngồi nói chuyện với các bạn nữa chứ. Tay em feel. Tay em lên luôn. Tay em matter. Green collector. Ok. Nâng luôn cho rồi. Green. Boom. Cái đó mười mấy ngàn á, mười mấy triệu á, còn này có mấy triệu à. Ồ, tỷ hả? Tỷ hay triệu? Triệu mà. Produce. Triệu mà. Green power. Gần 20 triệu. Almost 19 million. EMC per second. EMC. Tiếp tục. Mắc bao nhiêu rồi? Green. Lam. Mark 11, Mark 10. Rồi, tới công chuyện rồi. Quên mất cái cục EMC link. Cứ quên cái cục này hoài. Làm thì phải nhớ cái cục này liền. Làm meter. Ừ. Nó không có đưa cái cao nhất lên đầu. Rồi khó chịu quá. Bỏ vô chưa? Cắt cú. What?
Yellow Matter. Mười một chưa hả? Cô không nhớ nữa. eleven. Thiếu một cục. Eleven power flower. Đủ không? Trillion rồi đó. Cũng đủ rồi đó. Yellow matter. Yellow fuel, yellow matter. Nãy là còn thiếu orange thôi. Orange với cái white. Các bạn có thể vô trang ở trên twitch.tv/stuffintiger á, các bạn sẽ thấy có cái phần là schedule, thì các bạn thấy coi trong đó ha, trong đó là sẽ có cái lịch phát sóng, cái schedule mà các cọp sẽ live á. Có cái lịch ở trển á. Rồi quay lại chuyện chúng ta đang làm. Đây là cái gì vậy? Làm EMC link. Làm chưa? Ok, làm xong rồi. Làm xong rồi thì cho lên. Từ để coi chúng ta quất lên được luôn không. Nói là yellow xong chưa? Lam thôi, chưa yellow mà. Thiếu một cái. Mười hai. Ok. À đó. Tập cái này ra đi. Yellow. Boom. Billion. Tiếng gì tách tách hả? Tiếng bên đây lửa trại nè. Lửa trại. Trillion. Bởi vì mới nói cái này là vấn đề thời gian thôi ha. EMC này chỉ có vấn đề thời gian thôi. Nhưng nó không có gì. Orange là 13. Lấy cái trail ra hết rồi. Yellow. Tại sao hết? Nó không cần phải quan tâm làm sao xài hết. Nếu mà bạn đã có thể xài hết được EMC, chứng tỏ đó là một cái gì đó nó vô cùng khủng khiếp. Orange fuel.
field. Oh, you got orange field. Okay, yellow field. Orange field. Làm cái white field luôn. À, phần chơi này hình như là nó còn ít hơn nè. Hình như stone block là còn lên cao hơn á. Stone block nó còn hai cấp độ ở phía sau nữa, cái gì đó. Không. Final, à fading với final, vậy là không rồi, vậy nó bằng bên stone block. Ok. Ping. Kệ lắm nha. 14. Thấy hết là không có. Rút ra phát không có đủ luôn. Ultimate crafting. Rồi, 14. 14 Ultimate crafting. EMC link. Ok. EMC link. Rồi được rồi, được rồi. Rồi và cái cấp độ kế tiếp tier 14 power flower, chúng ta sẽ cần phải có ultimate crafting. Cho nên bây giờ dừng lại tại đây trong cái việc chế tạo power flower. Nether star, insanium y relay, dễ. Colossal star fear, dễ. Easy. YMC link. YMC link cho lên luôn. Y. Chọn này nữa, chơi luôn. Fading sao? Fading matter. Bùm. Fading matter, fading feel không? Fading matter. White collector. Ok. Fading. Y fading xong. Y relay. Ok, y fading. Bum. Rồi, fading matter coi như xong ha. Chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ final compressor. Crafting ingredient, ôi có chưa? Compress 16 Final Fading Collector Compress, Fading Compress Collector, ok. Chưa xin nhê gì hết. Rồi Final Compress là What Trillion luôn nè, đó. Giờ các bạn hỏi đó làm gì nhiều quá vậy hả? Không có nhiều các bạn. Không thể nào nhiều được hết á. Power Flower. Hiện tại là cấp độ này là cao nhất. 14 lên đây rồi. 13. Đây là hết cỡ. Còn được 4 chỗ nữa. Trillion EMC. Permutation interface.
đấu xi nhê gì đâu, thấy không? Final Star, Final Star Shack. Rồi đi tiếp, Magnum Star, Client Star, đi lên. Rồi giờ cái star này thì đơn giản. Cái duyên chuyên lạm phát. Client Star, Client Star lên đây. Ding. Magnum Star. Cái này nó cũng ảnh hưởng mà, đâu có gì đâu. Nó trong tầm là được. Chỉ có điều nó ở xa hơn thì nó sẽ không tốt thôi. Không tốt bằng cái ở gần thôi chứ gì đâu. Muốn đem thì đem, cũng không ảnh hưởng gì mấy. Nếu gọi là muốn cho nó thiệt là tốt luôn á, optimal luôn á, optimize gì nọ luôn á, thì phải đem lên thôi, đồng ý. Ok. Trillion. Magnum Star. Nói chung là những cái này là những cái Magnum Star cấp độ cao hơn. Làm thì nó dễ rồi, tại giờ EMC nó nhiều. Sao? Chuyện gì? Tăng sức bao nhiêu? FE hả? FE hả? FE per tick. Đâu có bao nhiêu đâu, chỉ mới sản xuất cỡ generation khoảng năm mấy ngàn thôi nè. Năm mấy ngàn FE. Nhưng mà tổng cộng này tới mấy cái lần? 4 cái ha. Các bạn cứ nhân lên thôi, cứ cỡ 60 ngàn nhân lên. Rồi muốn thì đẩy cái này lên kế bên nó luôn. Đẩy 4 cái này lên đây. Cho nó maximum luôn. Đâu rồi. Cũng nhẹ nhàng thôi, cũng không có gì. 65 ngàn. Magnum Star kia cấp độ cuối. Bùm. Magnum Star Omega. Bùm. Trillion. Awaken. Awaken gì? Awaken solar panel. Đấy hả? Cần phải có cái này trước. Rồi cần phải có tùm lum nữa. Còn làm tùm lum nữa. Chứ không phải là cứ lên được là lên đâu. Từ đây muốn lên cũng đâu phải dễ đâu. Bốn cái này lên cái này. 240, một cái 260. Quan trọng là công thức của cái Awaken Draconian Block. Phải làm cái này nữa. Rồng thì đánh rồi, có một team rồi, nhưng mà vấn đề là phải làm ra cái bộ fusion này nữa. Rồng đánh rồi ha. Dragon Heart chúng ta có một cái rồi đó. Đây. Nhưng mà làm cái đó thì nó sẽ xử lý đến nhiều chuyện khác nữa. Awaken Draconium. Có thì có đó. Nhưng mà chúng ta sẽ phải xử lý cái phần của Draconium. Để đi vô sâu ở trong. Đâu có cần phải đi sao gì mà đi sâu tới dữ vậy đâu. Không cần thiết lắm. Vào thời điểm này không cần thiết lắm. Rồi.
Đây là nghệ thuật trồng cây bonsai. Bonsai tree. Trillion. Thiếu một cái. Boom. Trillion. Cái đó thì dễ. Nether star. Thấy có không? Infinity one. Lâu rồi chưa có nâng cấp cái này. Giờ nâng cấp cho nó trọn vẹn. Trillion 2.7 what trillion. Chậm quá. Rồi chúng ta coi lại coi. Project E Final Star Colossal Omega. Chưa nó nãy không? Nãy mới tới mắt 5 star hay gì à? Đang làm đây. Chuyển cái này ra. Gắn ra bên hông. Cho nó cùng tầng thôi. Ôi, tại sao phải làm như vậy? Bùm. Kéo đây nó có hư cái này không ta? Cái này sẽ cần phải có siêu thất đập cho nó chắc cú à. Builder One có gì magic? Nó lấy từ cái đây mà magic gì đâu. Không có rồi nha, cây này không có magic nổi đâu. Nó lấy từ ở trong người ra chứ nó không có magic đâu. Rồi bây giờ star tiếp. Star. Lên cái star bự nhất. Trillion. Boom.
Colossal Star, Omega, Final Star, Nether Star. Tìm không thấy luôn. Nhỏ quá cho nên tìm không thấy luôn. Final Star Shack. Vô trọng. Có cái này là sẽ bắt đầu có được em này. Dust. Ba loại Dust. Star Shack. PMC Link 13, 15. Ủa, chưa có nữa hả? 15. Ok. Đây cho lên luôn. Hai cái lận Final Star. Không đủ. À chứ mấy quá trillion lận. Chờ chút xíu nó mới đủ. Yep, Project E chống được luôn. Chaos Dragon. Really? Chaos Dragon là nó đam void damage luôn mà chống được luôn hả? Dữ à. Chaos Dragon chơi là void damage luôn á. Giáp, giáp này là giáp này là giáp này thôi. Để quất cái này lên cái đã tính tiếp. Bùm. Final EMC Link Transmutation Interface. Nhiều. Một trillion. Bây giờ rớt xuống còn có trillion thôi à. Không đủ. Gemma mơ khoáng ngõ sát thương. Bây giờ thêm cái này nữa là phải thêm đồng hồ, thêm tùm lum. Cái này phải có cái moving không ta? Hình như không cần. Chính xác. Ừ. Thì tùy vào từng thời điểm mà chúng ta sẽ có những món đồ khác nhau ha. Này là cái gì vậy? Thua luôn. Có hiện tượng thì cứ kệ nữa. Nó sẽ không có còn được gọi là chân chu là chuyện bình thường khi mà chúng ta đang chơi như thế này. Không có. Rồi, Ctrl Shift phải chuột. Kéo vậy mà vẫn còn thiếu một cái, thiếu một mớ luôn mới ghê. Bên này ra 3 ô. Bên này còn 11 cái.
Rồi, chuẩn bị chúng ta làm cái đó luôn. Nào, để coi các bạn nói gì. Packager có sai link. Unpack. Our flower. Để cái mất ha, cũng như vậy, đập ra làm gì cho nó cực. Đồng hồ đồ. Để thêm một hàng ở đây nữa. Đi về mỗi phía ba ô. Cái này dục đi. Cái này có thể đem lên phía trên. Nhưng mà ở trên. Cải nó đi. Hết luôn. Chưa được 50 trillion. Cá viên chiên khổng lồ. Ủa sao cá viên chiên ăn với mắm tôm? Create action. Rồi để coi create action. Create action. Nó bị gì? Đóng gói package thì sao? Không hiểu ý các bạn lắm. Chúng ta phải vô power để làm được unobtainium ha. Cái này auto crafting là nó cần phải có cái ultimate auto crafting nè. Rồi những cấp độ trước. Những cấp độ trước là phải chuẩn bị vô mới được create action. Create action. Đưa vô đây. Create capacitor. Under mod. Under mod xịn hơn hay là bộ gem xịn hơn? Under mod dim. Nether seed. Upgrade. Upgrade obsidian. Không có cho mở lên nữa thiệt. Để làm cái voi. Under modium á, thực tế thì bộ giáp của nó. Under modium. Bộ giáp của nó nhìn cũng bình thường. Rồi và cảm ơn bạn vì ly trà sữa. On the mod đâu? On the mod á, thì chỉ có được bộ này. Chỉ là on the modium thôi ha. Lên được vibranium, unobtainium. 400 giáp. 500 đi, 500 toughness. Gem armor là điều hiển nhiên rồi. Giờ chúng ta làm gem armor là được. Ôi sao cái vậy? What? What happened? Kỳ nha, kỳ nha, vụ này kỳ nha. Kỳ lắm luôn á. Một khu vườn. Vườn cây này là bonsai, không kêu kêu cái yên chiên. Giáp nào đẹp hơn thì quất vô đây nè. Chúng ta sẽ có đồ gọi là
đồ cosmetic thì để vô đây. Cosmetic armor ha. Bận cái nó sẽ đưa vô đây, nó sẽ làm đẹp. Còn các bạn thích bộ đồ nào xịn thì bận ở đây. Vậy thôi. Không có gì mà thấy khó khăn hết trơn hết á. Bộ này nhiều màu sắc ha. Bộ này màu lên đây đổi màu. PowerPoint. Có độ bền. Có độ bền thì tạm thời có thể đeo cái charm và xử lý được ha. Chim không có độ bền. Chim vô đối. Chim armor is the best. Rồi vô, thôi làm bộ đồ đi. Để coi coi, Gem Armor chúng ta sẽ cần phải có gì đây. Red Matter, gọi đơn giản vậy. Không đổi công thức. Và sung sướng. Red Kata nữa, Kata cũng ngon hơn nữa. Cây này nâng cấp cũng xỉu luôn. Kata chụp chụp vài cái có liền. Cái nào dễ hơn hả? Gem tất nhiên vào thời điểm này sẽ dễ hơn. Ivory Shear ở đây không có. Hello. Rồi giờ chúng ta sẽ làm gem Dark Matter. Bum bum. Đây. Nâng lên Red Armor. Ok. Rồi làm tool luôn. Diamond. Diamond. M Red Kata M ok. Shear nữa. Kata cần có Red Matter Shear, Dark Matter Shear. Cứ làm thôi. Mấy cái này không cần cho học cũng được hả các bạn. Bây giờ học cái gì? Mấy món này cấp thấp quá. Ở đâu có đi EMC đâu. Có cái này có EMC thôi. Lên Red Matter là nghỉ EMC rồi. Red Matter cũng còn nè. Muốn cho học thì cho học thôi. Tại vì cái này mặc định của Project E. Game nó vẫn còn EMC. Nhưng mà học thì nó cũng không ý nghĩa gì lắm ha. Thật sự giờ nó học mấy này lên đâu làm gì đâu. Bạn học là học từ cái Red kìa. Từ cái đồ mà Red Matter á thì mới cần. Chứ đồ mà Dark Matter thì hầu như nó không có tác dụng gì. Có công thức của nó thôi, cũng đâu làm gì đâu. Thế thì muốn giờ học mấy cái này lên nè. Để chúng ta còn nâng lên Kata với cây Morningstar. Ho Dark Matter Ho. Nó thích thị quốc. Red Matter Ho. Rồi Red Kata. Xong. Morningstar và Kata. Hai mươi tám, 53, cái này vẫn mạnh hơn.
Sát thương cây này vẫn mạnh hơn. AoE. Cây này cũng AoE nhưng mà chỉ có 28 thôi. Cây này theo mình nhớ cũng không có enchant được. À, bây giờ chúng ta sẽ cần phải làm Red Matter, Client Star 4 cái, Gem chứ, Gem Client Star 4 cái, Client Omega, Omega Client Star, Gem Helmet, Soulstone. Có chữ trên màn hình đó các bạn. Water bất kịch, Dark Matter. Water. Làm hơi bị nhiều rồi đó. Tháo cái thôi đâu có cần giữ gì đâu. Evertide Amulet. Amulet. Ok. Rồi, cái đầu tiên. Gem Helmet. Bỏ vô. Gem Chestplate. Volcanite. Body Stone, Sugar, Body Stone, Soul Stone, Body Stone, Lava bất kịch, Lava bất kịch. Ok. Có EMC. Không có cần những công thức đó. Volcanite. Gem Chestplate. Cục xanh xanh gì? AE craft bằng fluid. AE craft bằng fluid á, mình chưa thấy có lần nào mà mình xài được hết á, ngộ lắm. Nó cực kỳ lạ luôn. Nó không có hiểu là nó sẽ lấy cái fluid có sẵn ra ha. Và nó cứ yêu cầu chúng ta gì phải có show tùm lum hết á. Cho nên nhiều khi á, hệ thống AE mà craft fluid á, nó bị lỗi hoài à. Black hole bend. Ring bend. Có cái iron band nữa chờ nghe. Lần trước làm swift woof chưa bỏ vô. Swift woof. Ủa, có iron band nè. Black hole band. Từ bình tĩnh. Watch đang làm cái gì thì để làm cho xong ha. À, tinh. Game Legend. Boot. Swiftwoof. Oh, Swiftwoof Brandon Gale.
Feather. Whip Wolf Brandon Gale. Okay. Disable. Pep assist. Tháo ra. Bắn lên. Tới thôi luôn. Night vision. Bật đèn. Gravity creep. Pep assist tắt đi. Bye. Rớt xuống. Hồi này là mình có chuyện rớt xuống The Void đó. Rớt xuống xong ta sẽ được rớt xuống lại lần nữa. Ô quạt kìa. Ông mà nói chung chế tạo bộ này nó lằng nhằng nhưng mà chỉ có một lần thôi. Hình như nó có slow falling hay gì nữa nè. Mình rớt chậm, mình không có rớt cái ào xuống ha. Vũ khí thì có thể xài được món đồ ở đây. Cái quần có slow falling. Chem armor. Bấm ship thì nó làm cái ào xuống thôi. Insanium về giường. Cái đó là nhảy xuống slam. Thì nó vẫn có đó. Mía chọc trời. Cái đó là cái slam ha. À, để coi thử. Chúng ta còn thiếu gì không ta? Ủa, vẫn còn absorption đến từ bộ đồ nữa kìa. Nó sẽ mất đi thôi. Có cái gì để chúng ta bắn cung cho nhanh không? Draconic evolution quá. Wyvern bow. Energy module to function. Bắn cung thì phải thêm một mớ này nữa. Chế tạo vô. Auto fire module. Nhiều quá. Nặng crafting quá. Rồi để coi một cái nữa là project E. Final EMC link. Transmutation. 30 watt trillion. Rồi vô. Transmutation. Transmutation interface. Apply energetic. Để coi nha. Final EMC link. Energy condenser. Final star. Final. 3, 4. Một cái. Condenser. Sau khi đã có được bộ áo giáp gem armor, chúng ta lại chơi tiếp. Gì vậy, vậy bấm lộn. Đồ chơi mới. Đồ chơi này là dữ dội luôn nha. Yo. Transmutation. Ơ, lấy lộn. Lấy lộn. Thì mới có cấp độ 1 thôi, chưa có cấp độ 2. À ha, Dark Matter, Red Matter. Dark Matter block. Red Matter. Chưa có block luôn mới ghê. Rồi bây giờ để nâng cái chest lên một cái. Energy condenser. Rồi và work. Boom. Transmutation interface. Bỏ vô và bỏ vô. Gắn đầu này. Gắn đây đi. Bụp. Gắn lên. Mở lên coi. Interface. Có thấy gì không? À khoan ha. Trong này vẫn còn nhiều đồ. Nó còn EMC lắm. Nếu mà quẩn thì chúng ta sẽ cần phải lấy ra hết. Bỏ vô trong kia. Cho nó không có còn dư EMC ra. Nhìn nó khó chịu lắm. Bình thường mình không có thích chuyện đó ha.
cái gì mà có EMC á là hả đẩy vô trong cái chỗ mà chứa EMC hết. Thì biết rồi, nhưng mà vấn đề là trong đây đang còn đồ chứa EMC nè. Cái này mình export qua được không? Nhiều khi nó không hiểu. Priority cao lên. Cái đó cũng là một cách xử lý ha. Nhưng mà thôi, để chúng ta đem ra hết đi. Đẩy qua bên kia luôn cho nó gọn. Có gì đâu mất. Cũng có mấy món mà đâu có nhiều đâu. Mấy cái đồ này giờ nếu mà không gắn tầm bậy á, là cái đồ này nó chạy qua bến luôn nè. Nên nhiều khi không có muốn. Nó có những cái đồ nó có gọi là cường hóa xịn. Bây giờ thật sự cường hóa xịn nó cũng chẳng có ý nghĩa gì khi mà chúng ta đã lên đồ cỡ này rồi ha. Ý nghĩa gì nữa đâu. Thôi mấy cái processor còn không thôi. Làm sao set cho nó hiểu được đồ nào không EMC thì lấy ra, đồ nào có EMC thì để lại. Cái đó mới khó đó. Mình nhớ hình như là nó không có hiểu tới cái mức độ đó đâu, chúng ta không có làm được. Chỉ có xử lý bằng tay mấy cái phần đó thôi. Mấy cái hình trên nó thật sự đúng là không cần nữa rồi đó. Nếu mà export á, tại vì nhiều khi nó chạy mất mấy cái đồ nè. Không muốn mấy cái đồ chạy vô thôi, kiểu như đồ sưu tập mà. Sưu tập mà, vô chổng làm gì. Không cần thiết. Còn nếu mà không quẩn thì cứ quất hết thôi. Mà kiểu như cái sâu tra đang có độ ở trong. Nó cũng sẽ hiểu. Nó cũng có cách để xử lý. Còn không ta rút cái disk ra luôn cho nó nhanh. Đâu rồi, cái hard drive đó. Rút ra luôn. Mở lên. Ồ, quên. External. Destruction cover. Rồi processor có không? Hình quá, có processor nè. Rồi chúng ta sẽ cần phải có cái này, cái này. Port với lại glowstone. Yes. Cable. Không có cable. Không có cable. Không khay bồ luôn, vậy mới ghê á. Từ giai đoạn này trở đi, giai đoạn này trở đi là giai đoạn nào? Hot enrich. Giai đoạn này là giai đoạn này là early end game. Nghe ghê quá, thật sự cái bạn nó bước vô tới đây á là nhanh lắm ha. Dạ, các bạn muốn kiếm con hộp vịt lộn hả? Hộp vịt lộn mà chưa có đâu. Đó là phải hỏi ông tác giả của Reconic Evolution á. À, ông cập nhật lên là các bạn nên vui rồi, chứ đừng hả, hỏi tới cái đầu hộp vịt lộn ha. Hộp vịt lộn. Rồi nếu mà chúng ta để cái này set priority lên á thì nó sẽ nhanh hơn. Nghĩa là đồ gì nó sẽ bỏ thì nó ưu tiên bỏ ở trong. Này priority là zero. Set priority lên cao luôn đi. Hiền quá, 10 luôn.
Nghĩa là lúc nào nó cũng sẽ ưu tiên bỏ vô chậm. Ok. Đồ gì mình có EMC thì nó sẽ bỏ vô chậm chứ nó không bỏ vô trong đây ha. À, coi nha. 2971 đi làm thêm. 2971. Bùm. Mở lên, bỏ vô. Rồi coi thử. Vẫn là 2971. Nhưng mà cái Essence không có EMC. Bỏ vô một cái 2972. Hả? Thứ tự càng cao càng ưu tiên, nhưng sao càng thấp càng ưu tiên. Vậy thì tại sao người ta lại để số âm? Số âm á là để khi các bạn đã lỡ bắt đầu từ số 1 mà các bạn muốn dưới số 1 nữa thì các bạn đẩy xuống số 0 rồi xuống tới số âm luôn. Đó, giờ là coi như là EMC luôn. Càng thấp càng ưu tiên. Really? Số càng lớn càng ưu tiên chứ. Làm sao số càng nhỏ lại càng ưu tiên được. Trước giờ là vậy luôn á. Priority nó không có đi ngược ha. Lên cái disc đó làm gì nữa? What? Để làm gì? Lên disc làm gì nữa? Mắc cái disc luôn. Nhưng mà để làm gì? What for? Đẩy cái storage disk lên thì cũng được, nhưng mà đẩy lên rồi để làm gì? Chứng tỏ mình rảnh. Không có ý nghĩa gì hết. Thôi chúng ta làm end crystal đi. End crystal. Đi qua bên the end. Có mega torch không? Mega torch. Ủa chưa có cây nào hết trơn vậy? Công thức chơi cái coi. Vô cắm cho mấy con Enderman nó khỏi nhiều chuyện ha. Để chứa mấy cái không có EMC hả? Rồi từ từ đi. Từ từ đi rồi chúng ta chứa. Mega Torch. Hình như ở đây mình chưa có cắm. Ồ mà bên đây có Enderman đâu cắm. Quẩn thiệt nữa. Cái khu này nó không đời nào nó có Enderman hết. Khỏe. Rồi vô. Cắn vô. Ê. Interdiction. Mấy cái đồ chơi đó thông thường là nó sẽ chặn cái những cái con quái bình thường thôi. Wither hay Ender Dragon nó sẽ không tính tới. Đồ xịn quá nó vậy á. Đi nhanh quá nó cái nó lao đầu xuống dưới đó luôn à. Có kịp làm gì đâu. Vẫn sử dụng cây này nha. Sát thương cao hơn cây Kata. Kata chỉ có 28 thôi. Cây này 54 lần. Ê 53 lần. Cây đó là cây nào? Cây này hả? Ăn được mũi tên hả? Nó đâu rồi? Interdiction chặn được mũi tên là bình thường. Bởi vì điều đó là bình thường thôi. Nó là tạo ra một cái vùng gọi là giống như cái vùng đó nó giúp bạn kháng cái này cái kia mà. Ở chén không mất máu cả. Lắc. Chứ tại sao? Ở nhà đang chạy EMC nhiều quá. Dragon Thread hả? Dragon Thread có rồi mà. Dragon Thread nè. Đã học EMC đã quăng vô chổng. Giờ đâu cần lấy nữa đâu.
Đứng lại em ơi. Bây giờ phải bắn cung cho nó đỡ. Hơi lắc quá vậy. Chém chúng. Chém chúng là do ở nhà. Nhà đang chạy EMC ghê quá. EMC nhiều quá. Báo rồi. Ao. Chạy ngứa. Tóc thì cũng phải chém cho chúng à. Chờ nó đi. Naruto cũng đâu làm gì đâu. Ta thử hỏi Enderman á. Thiệt luôn. Ai sao quá. Ai chăm. Rồi, tiếp tục, tiếp tục. Gì vậy chưa? Giỡn hả em? Gì vậy? Đứng trong cái bãi của nó, cái bị blindness luôn. Rồi xuống nè. Chém cái đuôi không xi nhê nè. Không có cho chém cái đuôi. Kiểu hồi nói đi. Trận chiến này nó đỡ căng thẳng hơn là cái lần đầu tiên chúng ta đánh ha. Vui không? Vui không? Enderman. Phantom Membranes. Đồ này là bao xịn rồi. Ô, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ta chịu hồi hoài ấy. Ủa khoan, còn một cái. Chính gì vậy? Shock. Bạn bị điện giật. Rồi tới 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 tới. Nó xuống rồi kìa. Sau một hồi bay lòng vòng phá crystal.
và nó lại xuống. Rồi đưa cái đầu đây. Đúng rồi. Ê ê rồi. Nó đang thiệt luôn á. Ow. Chạy quá chừng vậy. Xa quá đánh tới. Phải bay theo hạ gục. Rồi xong nè. Ấy. Thiệt luôn á, Crystal nó hỏi lại kìa. Nổ đi. Rồi. Đánh đây nè. Nhiều chuyện. Ủa có trứng luôn nè. Có cái trứng nữa bà con. Hạ gục lần 2 cho thêm cái trứng. Vui quá. Rồi rồi rồi. Vô đâu vô 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 vô. Vô nè. Gãy cánh. Hết bài. Insanium. Nói chung là trong đây bỏ vô hết. XP cũng không nhiều. Trứng. Trứng lần trước lấy chưa? Dragon Edge. 2 tỷ cái trứng luôn. Không cần. Gì vậy? Ai bắn tôi à? Lấy ở đâu? Ai ép Salamander rồi. Frozen Core Nebulous Heart. Giờ còn thiếu cái Frozen Core. Từ con Snow Golem thôi là đủ ha. Có cái này là chơi dập lửa luôn á. Dẹp luôn, dập lửa luôn. Snow, snow. Có snow không? Không có snow. Làm sao để có snow? Nghe mùi bộ Thania ở đâu đây? Nhưng mà ta có Iason. Hoặc bộ Thania có Snowball, Frozen Core. Trứng này phải lấy bích tân ép ra trứng vịt lộn. Này mới trứng vịt thôi, vịt lộn là con bự bự cách đây bao nhiêu ta, 10.000 mét á. Lấy cái đuốc hả? À, lấy cái đuốc cũng được. Lấy cái đuốc thì nó sẽ nhanh hơn. Phải cần cái torch. Gắn bên dưới, đập cái này ra, trứng rớt xuống, văng ra, xong. Mà... ấy để làm gì? Nãy giờ không xài cái Morning Star, quên luôn ta. Morning Star. Tốc độ. Morning Star cũng vẫn ok. Nè, Morning Star. Không, đâu có cần đổi gì đâu. Cái này EMC này đâu có CJ gì đâu. Chờ Watt Trillion rồi. Cái lít cho banh hết hả? Giờ khu này chỉ còn có mỗi một thứ này thôi. Essence. Còn những thứ còn lại là coi như không cần xài nữa. Không cần xài nữa luôn á. Rồi những cái này thì chúng ta sẽ bắt tay vô Extended Crafting thì mới làm nổi. Gì mà chớp chớp ghê quá. Nhiều đây. 48 trillion. 80 luôn. Quá dữ. Rồi và như vậy là trong ngày hôm nay thì mình cũng đã xử lý xong những cái phần Power Flower mà chúng ta có thể làm được, cũng như là có được bộ Gem Armor.
Và tất nhiên chúng ta cũng sẽ có những món đồ tốt nhất luôn ha, để có thể xử lý những con quái gì này nọ luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác. Bye bye.